Thủy điện Đắc Xin 1 nằm trên địa bàn huyện Đắk Lấp đang gặp sự cố vỡ đường ống áp lực, làm hư hỏng tuyến năng lượng khiến cho nhà máy phải ngừng phát điện và phải xả lũ khẩn cấp để có thể đảm bảo an toàn đập. Điều đáng lo ngại đó là thủy điện Đắk Xin 1 nằm trong thượng lưu thủy điện Đắk Ca. Hiện thủy điện Đắk Ca đang bị kẹt van xả, gây nguy cơ vỡ đập đe dọa đến nhiều tỉnh như là Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Và hiện lực lượng chức năng đang phải lên phương án nổ mìn để xả lũ thủy điện này. Khi thủy điện Đắk Xin 1 xả lũ nước sẽ đổ về hồ thủy điện Đắk Ca sẽ tăng áp lực cho hồ thủy điện này, đẩy nguy cơ vỡ đập thủy điện càng cao hơn. Như thông tin chúng tôi đã đưa trong chuyển động 24 giờ ngày hôm qua về nguy cơ vỡ đập thủy điện Đắk Ca, các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng đã di rời gần 10.000 người dân ra khỏi vòng nguy hiểm. Hiện đơn vị quản lý công trình vẫn đang nỗ lực để nâng cửa xả, vẫn đang bị kẹt, và phóng viên Nguyễn Hình của chúng tôi đưa tin từ hiện trường. Hơn 20 công nhân từ rất sớm đã tiếp tục dùng tời để nâng một bên cửa xả bị kẹt bởi rất nhiều cành gỗ từ thượng nguồn đổ về. Chúng tôi vừa rồi thì cửa nó kẹt thì chúng tôi đã rất nhiều gỗ, trong khi ấy nó kẹt vào và nó chèn vào cái bánh lăn, và rồi vừa rồi chúng tôi đã xử lý được một bên và cắt được rất nhiều gỗ ra rồi, và hiện tại thì đã xử lý được phần mặt trên. Chúng tôi hy vọng là sẽ công việc sẽ tốt đẹp hơn. Điều lo lắng nhất là mực nước tiếp tục tăng do thời tiết tiếp tục mưa ở khu vực này đã không xảy ra. Tại là đang cố gắng hết sức thì chúng tôi cũng hy vọng là trong sáng nay chúng tôi sẽ nâng được cái cửa phai, một cửa phai lên, và trong chiều nay chúng tôi nâng cửa phai tiếp theo. Hiện tại là nước đã rút là rất là lớn nhiều. Từ 5 giờ sáng ngày hôm nay thì công nhân và kỹ sư thì đã có mặt ở cái điểm cửa xả bị kẹt và tiếp tục nỗ lực để dùng biện pháp thủ công để nâng được cái cửa xả bị kẹt để thoát lũ. Hiện tại thì ở khu vực này thì trời vẫn đang mưa và rất là nhiều mây. Tuy nhiên thì mực nước hồ so với thời điểm hôm qua thì đã giảm đi được khoảng 80 cm.